chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn tới đàn Monoline hiệu Flashpoint phiên bản Explore 600R2. Để coi nó có những tính năng gì ha. Đây là phần điều khiển chính của đàn. Đàn thì nó có hai chai. Cái phần mốt nó có hai chức năng. Multi là chụp, không phải là nó flash, chụp một tấm mà nó flash ba bao nhiêu lần. Ở đây mình đang bấm mà là trong vòng 1 GHz nó flash hai lần. Để mình test các bạn coi thử nha. Đây, nút test đây. Các bạn sẽ thấy mình bấm nó sẽ nháy đèn hai lần nha. 1 2 3. Bạn thấy không? Nó flash hai lần đó. Chúng mình làm nhiều lần hơn nha. Lần này mình chỉnh cho 8 lần đi. Hẹt thì nhanh hơn chút. 4 đi. Đây, bạn thấy không? Công suất đèn là 1/256. Thấp nhất á. Flash. Đèn nháy 8 lần. Tốc độ là 4 Hz. Để thử nha, mình bấm test để coi nó nháy 8 lần nha. 1 2 3. Đó, các bạn thấy không? Nhanh hơn hồi nãy có 1 Hz thì đã lâu này. Mình để 4 Hz mà 8 lần thì nhanh hơn. Còn mode này mà ít xài lắm. Mode tiếp theo là manual. Nó hiện chỉ em ở đây nè. Hiện nay mình đang để công suất đèn là 1 1 rưỡi. Cái chữ H ở đây là high speed sync á, nghĩa mình cái đèn monoline này mình nghĩ mình chụp được với màn cặp ở tốc độ cao tới nhanh nhất tới 1000, 1/8000. Mình đang ở để ở trên channel A, ở channel 4 chứ, group là group 5, ấy group là group A. Đổi channel thì đổi đây. Đây mình bấm bây giờ nó sang mình cái đèn này hiện giờ đây, mình chuyển sang đổi channel cho cái đèn, lấy đổi group cho cái đèn group B, group C, group D, group I. Còn mình giữ lâu cho nút channel này thì mình đổi được cái channel nó, thì giờ mình để channel 4. Nó có tổng cộng 32 channel. Mình để channel 4. Bấm nào. Đây là nút vô menu. Menu có những chức năng là mình chọn tiếng beep không. Mỗi lần đèn nó đủ power thì nó sẽ beep tiếng như mình. Cái thời gian hồi đèn này nó nhanh. Nhanh lắm, để mình test cho bạn coi thử nha. Giờ mình để công suất đèn là 1 tối đa luôn. 1/1 là tối đa công suất đèn đó là 600W á. Giờ mình dùng trigger mình bấm lại coi tốc độ độ hồi đèn nó bao nhanh nhanh nha. Đây cái trigger của mình. Giờ mình bấm test ở đây ha. Bạn mà nghe tiếng beep là nó hồi năng lượng xong rồi đó. Bao đếm 1 2 3 nha. 1 2 3. Tại sao vậy? Nó không flash. Mình ở channel. Sao nó không flash cho mình? Chỉnh sẽ ra. Để mình coi.
ok mình làm lại để mình bấm nút test mà bấm không không, không chặt á. Bấm lại nha, 1 2 3. Nó khoảng 1 giây rồi, nó hồi 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 năng lượng đủ cho đèn ở công suất tối đa. Bình thường mà maxi nào xài công suất tối đa lắm, tại nó mạnh quá, 600W luôn mà. Rồi đây nó chuyển sang chế độ hai hai spacing hay là chế độ bình thường. Đây hai spacing bấm vô đây nó hiện chữ H ở đây này, ghi dấu thành chấm xét á. Còn đây là cái nút để cho mình coi, nó gọi là modern lamp, nghĩa mình coi cái bóng đổ á, mình bấm bấm cho hiện đèn cho bạn coi nha. Bấm nè, thấy không, thấy đèn đèn trong đây không, nó đèn nút này mình bấm 3 lần thì nó 3 độ sáng khác nhau. Đây mình bấm lần thứ nhất, bấm lần thứ hai sáng hơn, bấm lần thứ ba sáng nhất, bấm bấm lần nữa là tắt. Giữ nút on off và tắt tắt mở thôi. Đây nút test mình giới thiệu các bạn rồi. Ừ, cái này nãy các bạn thấy mình xài cái trigger đó. Đây trigger này ha, bạn thấy không, trigger này của hãng Godox. Đây cái hãng của hãng Godox, nhưng mà cái đèn này là hiệu Flashpoint. Tại sao mình không mua cái trigger của hãng Flashpoint luôn, tại vì giờ Sony nó thì mình máy mình xài là máy Sony, cái hot shoe của Sony, mà Sony giờ hàng nó không có Fastboy này, giờ phải đợi reorder lâu quá nên thành ra mình mua thôi, mình lên Amazon mình mua luôn cái hiệu Godox, nhưng mà giống giống nhau y chang là xài được như bình thường đó. Tại thằng Godox này nó sản xuất cho thằng Fastboy luôn mà. Cái trên Godot nó cũng có cái đèn giống vậy nữa, nó tên là Godot AD 600 đó, y chang đèn luôn, không khác gì hết. Đây tại vì hai thằng này sản xuất cho cái thằng Godot sản xuất cho thằng Flashpoint luôn, nên thành ra mình xài được bình thường, không 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 bị vấn đề gì hết. Đây thì họ đây hot shoe của Sony, mã là S1TS. Để mình giới thiệu sơ sang cho các bạn coi về cái trigger luôn ha. Đây. Trong này nó hiện, trong cái này hiện tổng cộng hình như có 5 5 5 group. Nhưng mà mình chỉ đang bật một một group A thôi, mình chỉnh công suất. Cái trong đây là hiện công suất đèn là và tối đa công suất 1/1, muốn chỉnh hay muốn thay 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 đổi công suất đèn bấm như chữ group này, chữ G nè, group nè, mình bấm vô, mình bấm lên kéo lên kéo xuống thôi, kéo xuống là giảm giảm công suất đèn, kéo lên là tăng tăng công suất đèn. Khi mình kéo lên kéo xuống các bạn thấy không, nó sẽ thay đổi thông số trên đây luôn, giảm xuống nè, thế đó sẽ không hiện ta. Này này bị gì rồi, mình test thử nha. Như mình để 1/6, một công suất là 1/64 nha, mình bấm test nha. Chuyện gì vậy, tại sao nó không có chạy, không có nháy? Trên nào 4 group A. Ồ mình biết tại sao rồi, tại mình để cái trigger này gần gần đèn quá, nó không 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 có nháy nháy đèn được, phải để xa ra. Để xa đây, tới đây được không ta? Để xa đây nha. Mình bấm test để coi nó quá không nha. Đó, giờ mình để gần nó không quá, để xa xa ra thì nó quá.
Còn tại sao như vậy mình cũng không biết nữa. Các bạn thấy mình đang thay đổi thông số trên cái trigger này nè. Là cái số này nó đổi, nó tự động nó đổi theo luôn, thấy không? Đó. Đang đang giảm công suất đèn đó. Ở chế độ menu công suất thấp nhất là 1 trên 1000 1 1 ngàn, 1 trên 128. Đèn này thì không cần xài pin pin gì hết á. Đúng không? Không cần xài dây nguồn điện chứ mình xài cục pin ở đây thôi. Pin này là 8700 mAh. Phải không? Đúng rồi. Muốn sạc điện chứ chỉ cần có mua này nó có bán cái dây sạc dây điện á. Mình gắm lên đây thôi là sạc luôn. Muốn test cộng nhiêu pin thì bấm vô đây. Pin như hiện đây và còn đây. Mình hạ xuống cho các bạn thấy phần cái lưng. Chỉ thấy thì mình chỉnh lại. Thấy được đó. Đây. Đây nút nút test nè, còn như pin nè, mình bấm vô. Thấy không? Nghĩa là đầy đầy luôn. Cổng này là cổng sạc. Tháo ra. Gắm dây điện vô đây là sạc thôi. Đây là mình dùng cái cổng USB này để mình update cái firmware cho cái đèn này. Cái đèn mình update firmware được để người ta sẵn mình chưa update cái firmware cho cái đèn mình nữa, biết cái chức năng mới có gì không mình không biết. Đây là cổng sim, mình gắm một cổng mini ở cổng micro USB với cổng gì không biết nữa, hình như 3.8 hay sao á. Thì cổng này để mình gắm mấy cái phụ tùng để sim với cái đèn 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 này. Nhưng mà mình mua đèn này mình khuyên các bạn nên, nên nên mua cái trigger giống vậy thì mình không cần gắm dây nhợ lung tung gì hết. Chiếc giờ này thì có cho hãng Canon, Nikon và Sony. Ở Việt Nam thì xài Godox, mua cũng dễ, dễ thôi. Cũng rẻ không có mắc. Mua khoảng tầm dưới 50 đô đổ lại mình không nhớ. Còn cái đèn này thì khoảng 4, mình không nhớ nguyên giá là khoảng 400 tới 500 đô á. Đèn này thì nặng khoảng hình như là cũng nặng á. Chứ mình nghĩ là khoảng 3 ký. Cái gì mình dặn nhiều quá nó rớt rồi. Thôi, để mình làm sao. Đây. Cái cháu đèn này mình tháo rồi được mình ô mình quên thị bên 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 hông thì cái tên mã đèn. Còn cái nút này để mình tháo ra. Tháo cái chùm đèn ra.
số trong quá đó để mình lượm cái vặn nó rớt đèn đó. Lỡ vặn quá nó rớt rớt ra. Rồi chắc rồi. Đây cái mặt cái mao này, cái mao của mao mao bô bô ni bô quanh chứ. Thì các bạn muốn xài cái shop bot hay xài gì ấy, thì mình xài mao của bô quanh ha, mình gắn vô vậy thôi. Mua gì gắn vô chứ không gì khó khăn hết. Hiện giờ mình cũng chưa cái mao bô nó giống vậy vậy nè. Nó bán cái đèn này thì nó sẽ đi đi với cái đế luôn. Có lỗ gắn dù nữa nè. Đèn 3 ký á, nặng á. Để lên cái light stand của mình trên. Thôi nặng quá. Quên giới thiệu các bạn tiếp cái phần menu beep tiếng slayer là nó sẽ lấy một đèn flash khác á, nó nháy theo mấy đèn flash khác á, cái tín hiệu nó nhận trên đây nè, phía sau cái đèn. Tín hiệu nhận vô đây nè. Tiếp là quạt. Quạt mình định chỉnh sang chế độ tự động. Chế độ nóng thì nó quạt. Hơi nóng thì nó ra hướng này. Quạt ở đây nè. Chế độ tự động nghỉ trong vòng tiếng là nếu mà không xài tự động, máy tự động cúp. Đây là đèn sáng màn hình mà đang để 12 giây, nghĩa là sau 12 giây mà không đủ thì tự động tắt cái đèn màn hình. Delay mình không biết, mình không có xài delay. Unit mình cũng mới rành. Cái này cũng ALT là gì cũng biết luôn. LCD cũng không biết luôn. Reset thì chọn no. Cái firmware đang xài là firm cái version 1.5. Không biết bạn thấy đây không? Đây, đây nè. Pin của đèn này thì mình tháo rời được đem đi sạc ha. Mình tắt đèn, mình tháo pin bằng con. Chữ đèn tắt. Rồi, máy tắt rồi. Như đây có cái khớp nè. Khớp kéo ra coi. Thấy. Đèn đây phía sau của pin. Nó còn bán một cái cục phía sau giống vậy nè, nhưng mà nó có ổ điện, nó có dây cắm điện, mình cắm vô đây, mình cắm dây điện vô tường, mình xài trực tiếp luôn, mình không cần xài cục pin này. Cục pin này thì mình xài cơ động thôi, mình pin này xài cũng lâu lắm,
mình chụp biết bao nhiêu shot rồi, mình chơi cả buổi chiều, giờ pin còn để nhóc full luôn, full thấy không, đèn nè gắn như lại ha. Còn gì giới thiệu các bạn nữa không? Hình như hết rồi. Đây là đèn Flashpoint Explore 600R2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thân mến, xin chào và hẹn gặp lại.